Rồi, shop đồ con 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 4 tây tháng 11 em sẽ lên kỳ là 160 nha anh em. Kỳ 160 này á thì em lên là vừa cần và vừa máy luôn. Thì có được cái hai cái bộ cắn vợt nè. Số 1, số 2 là hai bộ cắn vợt nha anh em. Đó, thì bữa nay thì cần thì bữa nay có Ikeda nè ha. Bữa nay thì có được 3 cây Ikeda rất là đã luôn. Rất là ok nha. À, cái ngọn thì gấp đúc ở trong cây cần nha anh em. Đây nè, ba cây đẹp lắm, hàng carbon hết đấy. Ikeda nói chung anh em rất là nhiều anh em hỏi em đó, để từ từ để em lên cho anh em hết là ba cây Ikeda này, giá nó cũng ok lắm nha. Đây còn một cây bữa nay về được một cây phen lá gan, ba cây của hổm em mới lên kỳ nào không nhớ, là em đã lên ba cây rồi, bữa nay về thêm một cây y chang luôn, cây ba khúc cứng 80 dài 3 mét nè, rất là đẹp luôn, độ mới tầm khoảng 95-97% nha, hàng xách tay đó, mấy cây này là hàng xách tay nè. Nó còn mấy cái loại này là hà bãi không à, chỉ có một cây cầm này là xách tay thôi. À, em tính lên nguyên cái lô hàng xách tay em sắp về mà thôi, có về trước thì lên trước cho anh em luôn đi, cũng có nhiều anh em hỏi lắm. Rồi bữa nay thì máy ha, cần thì có rồi, tới máy thì bữa nay đa số là máy nhỏ nha anh em, máy nhỏ máy lùa, máy lớn rồi. À, máy lớn là ở trên đây hiền. Máy lớn á, máy lớn thì ở trên nha, máy nhỏ thì dưới đây nè. Máy nhỏ này là dòng máy lua, máy đẹp luôn em nè, Shimano nè. Ủa, bữa nay con Navi này đã lắm ha, Navi này giá trị à, con này nữa nè. Đấy, giới thiệu sơ cho anh em cái lô máy nè, thấy không? Máy hiệu này cũng không được nhiều, có nhiêu đây thôi, hiệu này em lên hết luôn, hình như có 30 mấy số à. À, nhanh tay thì còn nha anh em, quên nữa, có cây cần tay cứng tầm bắn có 7-8 hắc nè, cây này hạ từ cần ISO xuống nè, nó gọi ok nha. Rồi anh em nào chốt hàng thì điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo hay gì đó, nhắn tin Zalo hoặc là bình luận dưới đây, nhớ ghi số điện thoại để em liên lạc lại cho anh em ha. Rồi ok, lên đồ nha anh em, đồ hôm nay giá cũng rất là tốt nha. Này em có xả dài cái món ở đây nè. Rồi đầu tiên là hai bộ cần ca hai voi lộn, hai bộ cắn vợt là còn trong vỏ luôn, rất là đẹp luôn ha. Khoen ren của nó là khoen ren này, ren 7 ly thôi nha anh em, ren này khoen ren 7 ly đó, thì cái cắn vợt là nó chung với cái ren này luôn. Đây nè, vợt thì nó có ghi thông số luôn, thông số vợt là đây, thông số là nè, thông số vợt đầy đủ trong đây nè, cúc gọn 94 cm gì nè, nặng 420g nè. Đó, thì còn ngoài đây thì có thông số gì nó trong đây nè, anh em về anh em coi nha. Thì cái mặt vợt á thì nó rộng là 40, hình như là đây, trong bên đây nó có cái ghi cái độ rộng của mặt vợt nè. Đây, độ rộng của mặt vợt là 39x60 nha. Đó, mặt vợt là 39x60. Còn cái dây vợt là 3m9. Ô, cây này 3m9 hả? 3m6 chứ. Lộn, 39 cm, cái gì là 39 cm đó không biết. À, cái này là 3m6, đúng rồi, hai cây này 3m6 hết, thì hai cây này cũng giống nhau hết, hai cây này là 3m6 hết trơn nha. Đây để em rút ra cây mã số 1 trước đi. À, mã số 1 dài cây này là 3m6 luôn. À, còn mới lắm nha anh em, mới chát luôn nè. Rồi nó mới cũng nhẹ lắm nha, chứ không có nặng đâu nè, đít nè. Đấy, à, cán vợt này là cán vợt phíp nha anh em, chứ không phải cán vợt carbon nè, phíp nhưng mà sắn găng. À, phíp mà được cái sắn găng ha. À, còn mới lắm, mới chát luôn, độ mới là khoảng trên 90%. Đây nè, nó cái anh em thấy cái ren không, nguyên cái đầu ren, nguyên cái đầu inox chụp vô luôn nè. Đó, cũng rất là nhẹ nha, chứ không có nặng đâu, 400 trên 400 gram, 420 gram mà nhẹ lắm rồi. À, cái ren nè, ren 7 ly luôn nè, vừa luôn nè, vừa với cái vợt luôn. Đây để em bỏ cái vợt ra cho anh em coi nha. Nha, vợt này cái vành vợt là inox luôn nha, chứ không phải là sắt thường đâu nha, vừa luôn nè, thấy không, đồ bộ của nó mà. Đây, vợt đây, em đẩy cái vợt ra cho em coi đó. Đây cũng to nha, chứ không phải là nhỏ đâu nè. Đây nè, đó rồi ok. À, một bộ, mỗi bộ thì số 1 với số 2
dài 3m6 hết nha. Còn mới rất là mới luôn. Thì mỗi bộ em để cho anh em giá là 600k một bộ nha anh em. Đó. Cây bộ số 1 này có nắp đầu luôn nè. Điểm vô. Ok. Bao thì chẳng còn luôn. Đó. À, 600k một bộ nha anh em. Đó, bộ số 1 và bộ số 2. Hai cây cán vợt. À, tới bộ số 2 nè. Bộ số 2 thì cũng y chang thôi. Đây, cái đầu thì cũng y gan vậy nè. Gan cũng 7 ly luôn. Nha. Đó. 1 2 mặt vợt đây. Mặt vợt thì cũng y chang thôi. Cũng là cái vành vợt đi nóc luôn. Nha, đó, chống rỉ sét. Rồi, một số 1 với số 2 là mỗi bộ là 600k ha. Anh em nào lấy bộ nào thì nói em. Đó, hai bộ. Rồi, tới cây cặn số 3. Đây, cây cặn số 3 là một cây cặn khoen lá. Cây này bữa nay là giá trị nhất bày rồi. Nó bữa hổm em lên 3 cây làm dễ hết trơn, bán hết trơn rồi. Đây, một cây đai qua Holylock. Là Holylock khoen lá xích. Cặn đẹp là 95-97%. Rất là đẹp luôn. Đây, dòng classic nha anh em. Nó cứng 80 dài 3m. Đó. Đèn Fuji xích luôn. Carbon sáng gân nha. Cái hàng là sản xuất ở Taiwan nha anh em, có mã code đầy đủ nha. Đó. Thấy không? Cứng 80 dài 3m. Rất là đẹp. Thì giá cũng y gan ba cây kia thôi, 2,2 triệu nha anh em. Cây này 2,2 triệu ha. Mã số là mã số 3. Nó bữa hổm về có 2-3 anh em hỏi luôn. Mà nó nói em về em trả nhưng mà em quên hết trơn rồi. Mắc cái tin nhắn mắc số hết rồi, bữa hổm giờ cái điện thoại em hư. Đó, thì mới phục hồi cái điện thoại lại nên mắc số, mắc cái tin nhắn anh em hết rồi. Thì anh em nào bữa hổm giờ có chốt thì anh em coi nha. Coi lại chốt lại nha anh em. Đó, mã số là mã số 3. 2,2 triệu nha. Rồi, tới mã số 4 là Ikeda đây. Bữa nay được 3 cây Ikeda nè. Anh em nào coi sớm thì lấy sớm nha. Đó, Ikeda. 3 cây. Tới bài mã số 4. Đây. Cây này cái bát rất là đẹp luôn. Cái bát là bát Fuji Granite luôn, thép không rỉ. Ha, bát là giá trị nha. Đó. Độ dài của cây này là 2m1. Đây, cây này dài 2m1 nha, cần Ikeda. Đọt là cắm ở trong nha anh em. Đây. Đó, đọt nằm trong nha. Cây này nó màu cam, nó sơn lại màu cam. Đây có cái lỗ kìa nè, cái lỗ này đút vô cái này luôn nha. Đó ha. Đó, cho anh em giấu đọt vô trong. Đây. Đọt của nó đây. À, Ikeda, cây này khá là đẹp nha. Nè, cái đọt nó quấn chỉ nè. Anh em thấy cái đọt nó quấn chỉ không? Từ dưới lên luôn ha. Đó. Ha, Ikeda nè. Đó. Đấy. Rồi, cây này dài của nó là 2m1. Đây, dòng này dòng nội địa nha anh em. Có chữ Nhật nè. 2m1. Đấy, khoen là khoen Fuji hết nha. Khoen này khoen Fuji nha anh em. Khoen Fuji. Bát là Fuji Titanlit luôn. Thì một cây. Cây này có giá là 850k ha. Cây này 850k nha anh em. Mã số của nó, cây này là mã số 4 nha, mã số 4. Đó, anh em nào câu xong thì đút cái đọc vô thôi. À dạ. Đó, đút cái đọt, nó có cái này giữ cái đọt lên nè. Có cái nút này giữ cái đọt lên nè. Nói chung là hàng Ikeda, mà Ikeda hãng thì nó là có cái nắp là đút đọt cái chân nha nè. Dòng carbon luôn nha. Ở đây là bằng nhôm luôn nè. Đó. Rồi mã số của này, cây này là mã số 4 nha nè. 850k ha. Tới mã số 5. Đây, mã số 5 là một cây carbon tip, một cây Ikeda EX Ryubi. Cây này hãng Ryubi. À, cây này dài hình như cỡ mét 9 hay gì. Cây này mét 8, mét 9 gì quên nè. Đây em đút vô rồi. Đút vô em đo coi, chuẩn rồi. Cây này dài 1m9 nha anh em. Cây này mét 9. Đây, cây này dài mét 9 nha. Cũng tưng nè, thấy không. Đây, cái đọt đây. À, Ikeda. Dài mét 9, cây này màu đỏ nha. Đỏ đô. Cây này đỏ đô. Nè, tem Nhật đầy đủ nha nè. Đấy. Nè, carbon nè. Carbon sắc găng nè. Phen là bát. Phen là Fuji luôn nha. Phen Fuji. Phen Fuji, bát Fuji luôn. Đó.
đâu có quấn cái này cho anh em để máng cái chặng lên nữa vậy nè. Thấy không? Đây. Đọt Ikeda đây, cái đọt đây. Khoen thẳng tưng luôn nha. Nó khoen là thẳng hết nha, không có xéo khoen, không có quẹo khoen gì hết đó nha anh em. Nó màu đỏ đọt trắng. Đây, còn màu đỏ đô luôn. Giá cũng vẫn là 850k luôn nha anh em. Mã số cây này là mã số 5 ha. Cây này mã số 5. Đây. Có cái đồ đúc đúc vô cố định cái ngọn lại cho đừng chạy lên chạy xuống luôn nha. À, đúc vô cần hết. Câu xong đúc vô để bảo quản cái đọt. Đấy, nha, rất là gọn luôn. Rồi, tới cây số cây này cũng 850k luôn, mã số là mã số 5 nha. Rồi tới mã số 6. Mã số 6 này thì chụp nhanh thì còn nha anh em. Cây Ikeda này rất là đẹp luôn. À, cây Ikeda này. Hai Swanky hit Swanky nè. Bạn bắt đầu Fuji, cây này được sản xuất ở Korea nha anh em. Cây này hàng Korea xuất Nhật, dài 1m8, quá là chuẩn luôn. À, dài 1m8. Đó, à, cần carbon nha anh em, chuẩn carbon luôn nè. À, cây này độ mới rất là cao luôn, độ mới tầm khoảng cỡ là 90% ăn lên. Nó khoen là Fuji, bắt đầu Fuji luôn. Đây, đọt rồi đúc một chút đúc trong. À, đọt cũng luôn đúc trong luôn. Nè, nắp nè. Đấy. Nè. Wow, cái đọt nè. Cái đọt này thì khỏi chê rồi ha, chuẩn luôn ha, đọt này khỏi chê ha. Đây, nhìn cái cây thôi là mê rồi, rất là đẹp. Nhanh tay thì còn nha anh em. Cây này để cho anh em giá là 950k thôi ha, 950k cây này đó. Cây này em định để ra chơi nè, nhưng mà chỗ em thì đánh đánh cá vặt thôi thì nó cũng cũng không có không có quan trọng gì mấy, cho anh em đánh biển đi, anh em câu hành câu cháp đồ, thường anh em lấy mấy này câu, em thì mà có mấy cây hành chi rồi nhiều quá cũng câu hết. Đấy, rồi mã số 6 950k ha, Ikeda 1m8 rất có đẹp luôn, nắp đầu có luôn ha, cây này có nắp đầu luôn. À, cái nắp đầu nè, nắp đầu. Rồi, ok, mã số 6 950k. Rồi tới mã số 7. Đây, mã số 7 là một cây cặn 3 khúc. Đó, một cây 3 khúc để cho anh em câu biển, câu câu lăng xê. Đây, cây này của hàng Alpha Tackle, hàng trường sản xuất ở Korea, cặn 3 khúc nha anh em. Fan bass là Fuji hết nha, bu là bu xích luôn. Đây, cây này là bu xích luôn nè. Cái thằng là carbon hai da như là power lớp vậy đó, thấy không? Anh em thấy không? Đó. Nè, cái phôi của nó nè, phôi này phôi tốt nha. Phôi phôi là hai da nè. Thấy nó sắn như là mấy cặn power lớp cứng 40 dài 3m3. À, nguyên bộ nguyên cái dàn khoen Fuji nè, một đống khoen luôn nè. Đó, thấy không? Đống với khoen luôn. Giá rất là rẻ luôn anh em, 800k cây này. 800k cho anh em chơi ha, cần carbon luôn ha. Bộ của anh em mua bộ khoen không là cũng là hơn phần nổi giá rồi. Đó, bộ khoen Fuji nè, còn rất là ok nha, không không có xét chân khoen đâu nè. Khoen nè, em cho anh em coi kỹ khoen luôn nè, không bị xét chân. Cái này là nó lên ten ở chỗ này thôi chứ không có xét nha. Khoen Fuji mà nó bị xét cái gì đấy nè. Đấy, bu là bu xích luôn nè, cái bu này không là cũng cũng vài trăm ngàn rồi, bu xích. Rồi ok nha anh em. Rồi mã số là mã số 7. 800k. Cứng 40 dài 3m3, cặn 3 khúc. Ok ha. Rồi tới mã số 8. Đây mã số 8, một cây rút mini. Một cây cặn rút mini. Thu gọn lại là 6-70cm nha. Cây này thu gọn lại là 65 chứ không được 70 đâu. Cây này thu gọn là 65cm. Nó cần cần cây này của Đại Hoa, tem vàng đầy đủ nha. Cây này của ông Đại Hoa super cứng 30 dài 3m. Cây này cho anh em lua, lua gần hoặc là anh em đánh lăn xê thì cũng được nha. Đây bộ khoen là bộ khoen Fuji nha. Đó, bộ khoen Fuji thì có một hai cái khoen nó bị gãy cái dòng nè, đã gia cố hết trơn rồi, anh em yên tâm mà chơi nha. Đâu rồi. Nó có bị nứt cái dòng chứ lộn, không bị gãy gì, nó bị nứt cái dòng khoen. Đâu rồi. Có một hai cái gì đó, hình như một cái đây nè. Nè, nó nứt nhẹ dòng khoen nè, đã gia cố keo hết trơn rồi, anh em rất là cứng nha. Không có sức cho anh em đâu. Ha.
Rồi ok, cây này carbon hai da nha anh em. Đây thì cần carbon hai da nha, cứng 30 dài 3 mét nè. Đó. Thấy không? Cần gút mini và carbon hai da kiếm đâu ra, khó lắm. Mà giá bữa nay giá rất là tốt luôn nè, 800k thôi cây này. Mã số 8 nha, 800k cho anh em chơi luôn. Đó, cứng 30, cây này hãng Daiwa anh em, 30 dài 3 mét. Đó, dành cho anh em chơi thể loại gì đó anh em chơi ha. Rồi mã số là mã số 8 nha, 800k. Mã số 9 mã số 9 với cây số 10 là bữa nay được một cây ISO, một cây ISO và một cây SUP. Đó, một cây ISO và cây SUP. Thì cây ISO thì cây ISO này thì khỏi chơi luôn. Cây này cây là Kyo Custom luôn. Dài độ cứng 4 và dài 5m3 luôn ha. Cây này cứng 4 và 5m3 nha anh em. Cây ISO phen to. Đó, ISO phen to, cứng 4 và 5m3, phen bass là Fuji hết trơn. Hãng là Nissin. Cây này là dòng Nissin của Nhật nha. Cây này nội địa Nhật luôn. Chuẩn nội địa Nhật luôn. Nissin. Đây cái gốc nè. Cái nắp đít nè anh em nhìn này, nắp đít bằng nhôm luôn ha. À, nắp đít bằng nhôm. Khỏi sơ bể luôn. Đây bộ phen rất là đẹp luôn. Bộ phen cứng 4 dài 5m3, cây này đã thải bu nha. Cây đã tháp hai cái bu Fuji luôn nha anh em. Bu này còn tốt hơn bu Fuji nữa. Nè, bu Fuji đàng hoàng nha. Đó, để cho anh em là cái dòng cái bu bự này cho anh em nhét cái màn ý nó qua nha, chứ cái bu xinh nó nhỏ lắm. Đấy, thì cây này nó có bị nơ nứt một dòng phen nhẹ nè. Nói chung là không quan tâm đi. Không quan tâm tới nó không có bị gì đâu. Bị nứt nhẹ thôi, do vận chuyển thôi. Đó. Thì cái đọt của nó nè. Đọt to nha. Đó ha. ISO này đọt khá to nha nè. Đọt số 4 luôn á. Đọt số 4 là tương đương gần khoảng cỡ 5 đến 6 h cần tay nha anh em. Ha. Đó. Về anh em không thích thì bỏ ra hai cần tay luôn, chơi rất là đã. Đó. Phen bass Fuji hết. Nè, cái phôi nè còn ở trong rất là mới luôn. Cây này độ mới tầm khoảng trên 90% nha nè. Độ mới của cây cầm á. Nè. Độ mới đó thôi, còn phen thì anh em bỏ qua bên đi. Tại vì nó có bị nứt nhẹ dòng phen ở đây thôi. Đó, thì giá bữa nay cây này để cho anh em giá là 1.3 triệu nha anh em. Cây này 1.3 triệu nha. Mã số của cây này là mã số 9 nha. 1.3 triệu cần Nissin. ISO phen to đọt số 4 và 5m4. À, 5m3 hay 5m4, 5m3, đọt 4 và 5m3. Đọt số 4 thì cũng khá là hiếm rồi. Đó. Cây còn rất là đẹp luôn. Rồi, mã số là mã số 9, mã số 10. Mã số 10 bữa nay được một cây SUP. Một cây Power SUP nha. Cây Power SUP Power. Nó SUP Power thì cái gốc này thì nó câu nó hơi bị chạy do nó cắm vô ba cái gác cằn hay là cái ống gì đó. Để nó câu biển á, mang Nhật á. Đây, cây này cũng Daiwa, Power SUP là của hàng Daiwa. Nha, bass là bass Fuji, cây này còn rất là đẹp luôn. Cứng 25 nhưng mà thực tế là cây này cứng tầm 27 nha, cái đọt rất là to luôn nè. Cây này nó đã làm ngắn đọt lại để cho đọt nó to nè. Cây này còn tầm khoảng cỡ 4m1 thôi. Cây này em nghĩ tầm còn khoảng 4m1 thôi, tại vì cái đọt nó làm lại to lắm nè. Cái đọt nó cắt ngắn lại. Cắt ngắn lại bu thì vẫn bu Fuji bình thường ha. Phen là phen Fuji nha. Nó phen là phen Fuji nè, còn rất là đẹp luôn nha anh em. Nó carbon nè, chuẩn carbon sáng răng luôn. Dòng Power SUP thì anh em biết rồi, anh em có chơi rồi thì anh em biết Power SUP cũng đại qua rất là ngon đó. Nè, độ cứng cây này, độ cứng bây giờ là tương đương là tầm khoảng cỡ là 27 đến 30 rồi đó. Cây này nè, cây này nó cứng giờ tầm 27 30 đánh lăn xê thì bao ngon luôn ha. Cây này đó. Rồi cây này anh em nào lấy để cho anh em giá là một triệu hai nha anh em. Cây này để cho anh em 1.2 triệu nha. Mã số cây này là mã số 10 nha. Mã số 10 1.2 triệu. Đó, em về lẻ tẻ gì đó. Chứ không có về nào cái một nó nhiều. Lẻ tẻ mấy cây, một hai cây gì đó. Rồi tới cái mã số 11. Đây, mã số 11 là một cây cần tay. Một cây cần tay hạ từ thằng cần ISO xuống nha. Hạ từ cái ISO của thằng Daiwa. Đó. Đây cái gốc nè, rất là êm luôn, gốc này có thể rút ra rút vô được nè ha.
mà ngặt cái là cây này nó hạ xuống nhưng mà nó rất là dài nha anh em. Nó dài là gút gọn lại, nó phải độ dài gút gọn của nó tới 1,5 m luôn nha. Anh em cân nhắc hay chơi nha. Để anh em chốt rồi mà rút gọn dài quá anh em nói về anh em không nhận thì cũng thiệt cho em. Nó rút gọn lại là 1,5 m luôn á ha. Rút gọn 1,5 m nhưng độ dài thực tế của nó là 3,9 m nha. Cây này dài 3,9 m. À. Đây cái phôi nó dày cui luôn, anh em đánh trà bao anh em đánh luôn. Cây này cái phôi nó dày cui luôn nè, cái phôi rất là đẹp. Rồi phôi carbon sáng dần, rất là dày luôn. Đầu lóng này có quấn chỉ hết trơn rồi anh em. Yên tâm. Đây cái đọt đây. Cái đọt nó to ốc hòa nổi luôn. Nè, cái đọt này tầm cây này cứng tầm phân cỡ 8H nha anh em. Cây này 8H nha. Nè. Đó. Dài 3,9 m. Đây cây thì cứng tầm bằng 8H á. Đây cứng rất là cứng nha anh em. Cho anh em đánh trà thoải mái luôn. Đấy. Thì cây này anh em nào lấy để cho anh em giá là cây này để cho anh em giá là 950k thôi. Đây. Cây này để cho anh em 950k thôi. Để cho anh em đánh trà đi. Đó. 950k, mã số là mã số 11 nha anh em. Rồi, mã số 12. Mã số 12 là một bộ một cây cần đọt đặc sở hữu tinh nè. Nè, đọt đặc sở hữu tinh. Cây này rất là mới nha anh em. Cây này rất là mới luôn, còn cái vỏ luôn nè. Hai đọt. Cây này hai đọt nha. Wow. Đọt. Cán là cán gỗ nha anh em. Cán gỗ, bát là bát fuji luôn. À, khoan là khoan fuji bốm luôn nha. Đó, cho anh em nào mà chơi cần mà gắn câu cá cha bè luôn nè. Cây này kinh, dài của nó đó coi. Coi độ dài của nó nhiêu mà cần còn đẹp lắm. Cây này hầu như chưa sử dụng hay sao á, còn rất đẹp. Nè, cốc nối nè. Đọt là đọt đặc sở hữu tinh nha anh em. Một đọt cứng 50 nha. Một đọt này cứng tầm khoảng cỡ 80 đến 100. Một đọt cứng 50, đọt cứng 80 đến 100. Đây. Đút vô. Đây, cái nó có cái hộp nối luôn nè. Rồi đút vô đo coi. Dài nhiêu nha. À 1 m. 1 m 2, 1 m 65. 1 m 65 nha anh em. Đây, độ dài 1 m 65. Nó hai cái đọt dài 1 m 65. Đọt đặc sở hữu tinh luôn. Còn cái bao luôn. Mã số là mã số 12 ha. Đó, mã số 12 này để cho anh em giá là 500k cho anh em chơi thôi. Rất là rẻ nha, 500k thôi á. Chút nhanh thì còn nha anh em. Đây, mã số 12. Rồi, tới mã số 13. Mã số 13 là một bộ cần lua. Một bộ cần lua mấy ngang. Đây, của Nhật hết trơn. Con đây, con này là con đai qua. Con đai qua Super Milan Night gì đó. À, ST10 dòng chạy hoạt đạn. Bon thì bon màu vàng luôn nè. Của hãng đai qua. Xong số cước đầy đủ hết trơn. À, máy tay quay đôi luôn. À, máy của Nhật nha nè. Con này là của Japan nha. Cần là một cây cần này rất là đẹp luôn. Cây bắn súng nha. Cây này dài 1,8 m, cây đẹp lắm. Cái phôi. Đây, cây này của NFT nha anh em. Cây này dài 1,65 m. À, like của nó là 2-10 lb. Lua là 3/16-3/8 UZ. Đó, 2602. Cây này tên Bắt Rai gì đó, NFT. Nè, phối nè. Phối cái quấn dây đẹp lắm. Khoan là Fuji phóng quang luôn. Nè, đàn còn rất là mới nha. Cây này mới lắm, cây này mới tầm khoảng 85% á. 85-90% á. Nè, cái bộ phen nè, em thấy địa chỉ không? Rất là đẹp luôn. Đó, để gắn vô cho anh em một bộ cần này. Nè, bộ cần bắn súng nè, thấy không? Cho anh em luôn. Máy là máy tay phải nha anh em, chứ không phải tay trái đâu nha. Máy là tay phải nha. Trời ơi, bộ này đã quá. Yeah. Vừa dẻo nè, độ cứng tầm khoảng ML nha anh em. Độ cứng là ML ha. Đó.
cho anh em đi lua lóc rồi chơi. À, dẻo gì dân con mò đi xa lắm á. Đó, à, cây nè. Những cây đã không? Rồi, bộ này có giá. Bộ này để cho anh em giá là 800k. Bộ này để cho anh em 800k nha. Bộ này à, 800k. Mã số của cái bộ này là mã số 13 nha nè. Bộ 13 này, 800k. Của Nhật hết nha anh em. Nội địa hết trơn luôn à. Rồi, cái mã số 14. 14 là bộ F-Line. Đây, mã 14 là bộ F-Line. À, bộ F-Line cho anh em câu F-Line. Một cây cần F-Line 4 khúc. Đây, cần F-Line 4 khúc nè. Dây là dây thân 34. Dài là 2m3 à. Dài tầm 2m3, 4 khúc. Rất là đẹp luôn, độ mới tầm khoảng trên 90%. Cán là cán bằng. Đây, đi với con máy là Ryobi. Đi con máy Ryobi, con này rất là ok nha anh em. Tay quay bằng gỗ luôn nè. Anh em trả ra sao có chỉnh bon làm hoàng luôn nha. Cây con này, đặc biệt con này có chỉnh bon luôn. Đời dòng là đời đời dòng nói chung là mấy dòng tôi xịn nó mới có chỉnh bon thôi. Nè. Nó Apply nè, cán nó cán bằng luôn. Còn Apply nó nhẹ giấm là nhẹ luôn. Đó. Anh em đẩy lên cái là xong. Đúng không? À, được cái bộ cần Apply liền. 4 khúc, đúng không? À, anh em nào chơi Apply thì không bỏ qua này nha. Đó, Apply thì chơi lua được nha anh em. Rồi, bộ Apply này 800k thôi. Không cần nói nhiều, 800k. Có cái vỏ luôn. Đó. Rồi bộ này mã số 15 ha. Mã số 15. Không phải. Nhầm, mã số 14 chứ. Mời mã số 14 nha anh em. Mã số 14. Bộ Apply này 800k. Đó. Rồi, cái cây mã số 15 đây. Mã số 15 là một cây cần dây trong. À, một cây cần dây trong. Mã số 15, một cây cần dây trong cứng 50 dài 2m4. Cần dây trong, gan dẫn xích hết trơn luôn. Nó cứng 50 dài 2m4. Cán nè. Cán mút rất là ok luôn. Bát là bát Fuji luôn. À. Rồi ok, cây này để cho anh em giá là 400k thôi. Cây này 400k thôi. Mã số là mã hãng Suzuki của Korea. Mã số 15 400k, cứng 50 và 2m4 dây trong. Rồi tới mã số 16. Mã số 16 là một cây cần flip 2m1. Một cây flip bầu lực phen rộng rộng ha. À, flip bầu lực phen rộng rộng. À, cán là cán gỗ. Bát là bát kẽm. À, bát kẽm nha. Ở đây thì có cái mút này bị nứt nè. Nhưng mà nó rất là chắc chắn nha nè, không có gì hết. Đây. Bạo lực, độ cứng là tầm 80 đến 100 nha. Độ cứng 80 đến 100. Bộ phen rộng rộng luôn. Nó thì anh em lấy để cho anh em giá là 400k luôn. Mã số là mã số 16 400k luôn. Mã số 17. Mã số 17 một cây Henchy Mini. Cây của Olympic cứng 10 dài 1,5 m. Thì cây này mắc tầm 50cm. Có lộn, mắc tầm 5cm nha. Cây này mắc đọt 5cm tới đây nè. Nó tầm 5cm thì còn 1m45 thôi. Cái cán kia này thì đã lắm anh em. Cán nhỏ xíu nè. Anh em, cán nhỏ xíu nè. Cần Henchy. Đó. Bát, khoen bát là Fuji hết trơn. Đó, khoen bát Fuji. Nè, thể loại là mini. Rất là đã. Rất là dễ thương nha. Thấy không? Nhẹ hiệu anh em. Nó carbon nha. Đọt là sợi hy tinh. Đấy, độ đặc sợi hy tinh. Rồi, giá ra đi. Giá ra đi là 320k thôi. Nha, 320k. Mã số là mã số 17. Đọt nó mắc 5cm thì nó tầm khoảng cỡ là 15 rồi. Cái này cạnh chi nè. Của hàng Olympic. Hàng được sản xuất ở Korea nha. Đó, 320k thôi. Mã số là mã số 17. Rồi, cái máy nha anh em. Rồi, máy nè. Rồi, máy. Máy mã số 18. Đây, 18 thì đẹp kinh khủng luôn. Còn rất là mới luôn. Quá là mới luôn nè. Con 18 là con Hyundai Spin nè. Con Shimano hàng Mã Lai xuất nhật nha. Đây, máy quay rất là một nha nè. Rồi, 350k nha nè. Mã con này size 3000 ha. Con này size 3000, 350k. Cước số 4 vào 100m. Cước số 3 vào 150m nha. Rất là đẹp luôn. 350k.
Đó, quên nói với anh em nữa là phí ship mặc định là máy là 30.000 nha, còn mặt cặn là 40.000 nha anh em. Đây, một bình sống đổi tay trái phải bình thường nha, máy cũng rất là mới. 350k, mã số 18. Và mã số 19 nè, mã số 19 lại nhanh thì còn ha. Thấy chậm hết trơn luôn nha, con Navi nè. Con Navi 2000R nha. Con này đua chuột nha anh em. Navi đua chuột chạy 3 mặt đạn. À, chạy 3 mặt đạn, hàng được sản xuất ở Malaysia xuất Nhật luôn. Đây, tay quay kim loại núm rổ luôn ha. Máy rất là mượt luôn. Này, cối là có kim loại luôn. Bộ bình sống đôi tay trái phải luôn nha anh em. Đó, con này để cho anh em giá là 420k ha. Con này 420k nha anh em. Con này rất là hiếm luôn, lâu lâu em về mới được có một con thôi. Nha. Lấy nhanh thì còn nha anh em, 420k, mã số là mã số 19. Chạy 3 mặt đạn luôn. Đó. Rồi tới mã số 20. Đây, 20 thì khỏi chê rồi. Con này anh em rất là nhiều anh em tìm nè. Anh em nào tìm thì lấy chốt nhanh nha. Con A, con Ryubi này của Japan nè. Ryubi Japan Applauser vậy nè. Đó. Applauser XX 1000i, con này size 1000 nha anh em. Dòng này ABS đầy đủ nha, để cho anh em lấy lua. Đổi tay trái phải, mô bin sống. Đó, Applauser, con máy rất là đẹp luôn. Đây con này thì nó là Gato 5.2, dòng chạy bằng bạc đạn nha, hãng Ryobi của Nhật. Con này còn rất là mới nha anh em. Đó, giá con này, để cho anh em giá con này là 400k thôi. À, con này 400k ha. À, rất là một luôn. Rồi mã số con này là mã số 21 nha. Con 20 nha anh em. Mã số 20 là 400k ha. Dòng này anh em rất là tiện luôn nè. Rồi tới mã số 21. 21 là một con máy Hoyer Spin XT, Hoyer Spin XT. Dòng XT là có kim loại nha, Hoyer Spin XT có kim loại size 2000. Dòng cho anh, dành cho anh em đánh lua ha. Mấy con đầu tiên này là anh em đánh lua được hết trơn nè. Đây, máy rất là một luôn. Hoyer Spin XT 320k ha. Đó. Dòng XT này hiếm lắm nha anh em. Gato là 5.2 nha. Đó, dòng hãng Malaysia xuất Nhật nha. Máy quay kìa, siêu một luôn. Size 2000, 320k thôi. Đó. Mô bin sống đổi tay trái phải, tất cả máy hôm nay đổi tay trái phải được hết. Rồi, tới lên trên. Tới trên. Tới còn mã số 22. Rồi, 22 này mới, siêu mới luôn. Rất là mới luôn. Rồi, mới chát luôn. Con Daiwa XT 850, size tương đương là coi size tầm khoảng có 3-4 ngàn gì đấy. Rồi con này size của nó là size nếu theo tính Daiwa thì size 3000 ha. Con này size 3.5. Con này size 3.5 nha, size chuẩn là 3.5 á. Đây. Cước số 3 vào 220m, cước số 4 vào 150m, cước số 5 vào 120m, cước số 6 vào 100m nha. Nha, con này còn rất là đẹp luôn. 320k cho anh em nha. Đó, cộng theo phí ship 30.000 nữa là 350 thôi. Thấy không? Giờ anh em có con máy máy rất là đẹp luôn à. Em chơi. Đó, 320k, mã số là mã số 22 nha anh em. Rồi, mã số 23. Mã số 23 là một con Daiwa Việt Nam. Đây, con Daiwa Việt Nam. Made in Việt Nam. Con này con là Z-Spin gì đây. Con Bright Five Spin GG hàng gửi, con này size hàng gửi nha. Cho anh em đánh lua nè. Dòng này cho anh em đánh lua ha. Máy rất là một, đổi tay trái phải thôi nha anh em. Mô bin sống nha, máy rất là mượt luôn. Nè, đổi tay trái phải mô bin sống. Đó, Price Spin. Rồi, cũng là 320k luôn đi nha, 320k luôn. Làm cho anh em về đánh lua, lua câu cá vặt lăn xê gì cũng được nha. Mã số là mã số mã số 23, 320k luôn. Mã số 24 thì anh em nào thắng tay máy cổ sưu tầm. Đây, Gato 4.8 luôn. Gato 4.8 Daiwa Spotlight 1000LB, size tương đương là size con này size tương đương của nó là tầm khoảng có 5000 á. Con này size 5000 nha anh em. Con này size 5000 thắng tay luôn. À, có hai bên đây thì nó có sơn lại ha. Chứ cái tay hơi sơn, nó sơn lại ha. Giờ anh em không thích màu này, không thích sơn thì anh em lấy giấy nhám chà ra anh em sơn màu khác nha. Đó. Đây, mô bin sống. À, máy quay rất là mượt nha anh em.
nè, trắng ít rồi thấy không đó, trở ngược bình thường nha, đó thắng cái S liền, quay 2 chiều nè, ha, được cái là có cái thắng vô thôi, nó cũng như máy bình thường chứ, đó, thấy không? Rồi, à, giá ra đi con này 600k, ha, con này 600k nha nè, mã số là mã số 24 nha, 600k, size 5000, đó, hàng da ben nha, tay qua da ben, 600k, thắng tay, rồi tới mã số 25. Đây 25 là một con máy Ekushima XS 1000. Hàng Japan nha. Con này cho anh em đánh lua được nè. Máy rất là mượt nha anh em. Mượt dữ lắm luôn. Đó. Nha, Ekushima XS Japan. Đổi tay trái phải mua bịch sống luôn ha. Con Ryubi có dài nè, con này có dài nè. Máy mượt lắm. Siêu mượt luôn. Nhẹ hiu luôn. Ha. Rồi ok, con này mã số 25. 25 này 250 thôi. 25 này 250k nha nè. Đó. Rồi, tới mã số 26. Lên trên tiếp, lên nhanh nhanh để cho anh em coi clip nó chậm, nó chưa phải nó ngắn. Rồi 26. 26 là một con Honda Spin 2000. Honda Spin 2000, thân hình có hơi xuất sắc. Đó, nhưng máy chạy rất là mượt luôn. Không có tiếng kêu lạ nữa. Thấy không? Rồi ok, 200k. Mã số 26 là 200k. Xong. Xe 2000, hàng Mã Lai xuất nhật luôn, đổi tay cho phải mua bình sống. Rồi mã 27. Đây, 27 là một con đua chuột của Shimano. Ha. Siêu đua chuột của Shimano. Size của nó là size tương đương là size 2000. Ha, đua chuột là size 2000. Đây có cái đồ cái ba tuner để gặt luôn nè. Nè, gặt cái cối này để cho nó cứng lại nhanh nè. Nè, xả qua đây thì nó nhẹ nè. Gặt qua đây nhanh nè, còn đuôi chuột thì riêng nữa nè, còn cái ba tuner này nó riêng nữa nè, tôi gặt nó riêng, tôi gặt cho đảo chiều cũng riêng nữa nè, thấy không? Mô bình sống tay quay là kim loại đúng gỗ luôn, đó, tay quay kim loại đúng gỗ luôn, rồi 250k nha, size 2000, đuôi chuột, hàng Japan luôn của Shimano, có nhiều chế độ nha, chế độ chế độ gặt cố nhanh nè, rồi chế độ đuôi chuột gì tùm lum ở trên nè. Đó, rồi 250k, khoen dây bằng sứ luôn. Mã số là mã số 27 nha nè. 27, 250k. 28, 29 là giống nhau. Nè. 28, 29 là giống nhau. Thì em lên hai con một lượt. Đó, hai con Ryobi. Ryobi Ratio là 3.9 nha. Carbonat 2, size tương đương của hai con này là size tương đương tầm khoảng có 5.000 nha. Size của nó là size 6.000 nha nè. Hai con này size 6.000 nha. Tại vì nó cước số 6 dài tới 200m lận. Con này size 6.000 nè. Hai con y chang nhau luôn. Ha. Con nào cũng quay cũng ok cho nha nè. Nè. Đó. Y chang nhau luôn. Mỗi con chỉ có 350k thôi nha nè. Size 6.000 bán cho anh em là mỗi con 350k luôn, hàng Japan luôn nha. Đây, made in Japan nè. Thấy không? Rồi, mã số 28 với 29 là giống nhau. Anh em nào chốt hai con thì chốt cặp luôn đi, cho đỡ phí ship nha. Là em sẽ bao ship luôn, quên nữa, em anh em là chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship nha. Đó. Rồi ok nha anh em. Mỗi con là 350k, size 6.000. Mã số 28 với 29 giống nhau, 350k một con. Rồi tới mã số 28 với 29 nha, tới mã số 30 nha. Mã số 30 là một cặp Shimano. Đây, máy này có xuất sắc nha, cái cối thì nó đóng muối thôi, anh em về anh em chà ra nha. Máy thì còn rất là một hai con Shimano GS, một con GS 1 và một con GS 3 ha. Nè, một con là GS 1, một con là GS 3. Thì con GS 3 này size là size của nó là size 7.000. Thì con GS 3 này size tầm khoảng cỡ là size khoảng cỡ là 5.000, một con 5.000 và một con size 7.000 ha. Bán cho anh em giá rẻ, anh em chơi luôn, máy còn rất là mượt nha, chỉ có xuất sắc thôi. Này, máy rất là mượt nè. Không bơ lắc luôn nè, ha. Đó. Con này cũng vậy luôn nè. Nè, máy quay mượt siêu luôn nè. Đó, thấy không? Thấy siêu mượt luôn không? Rồi cặp này một con 5.000, một con 7.000, giá của nó là chỉ có là 550k thôi nha. Hàng da ben đàng hoàng nha anh em. Đây, hàng da ben nè. Đó, giờ anh em sơn lại hay là anh em làm gì làm, nhưng máy rất là mượt, bao anh em hoạt động là tốt luôn. Nha.
nè, phèn ở dây ok hết trơn luôn nè, mới chát luôn, máy quay không vừa lắp gì chân nè, không dây rất là mượt, thấy không? Một con là có kim loại, con là có carbon nè, thấy không? Đó, thấy không? Đây chỉ có 550 thôi, một con 5.000, con 7.000 cho anh em về đánh lăn xê hay gì câu có máy anh em câu ha. Rất là rẻ, chỉ có 550 thôi, chưa tới 300.000 con nữa. Nó rồi, mã số là mã số 20 30 nha, mã số 30 550, mã số 31 đây, mã số 31 là hai con máy của Shimano luôn. Đây hai con máy Shimano cũng cổ luôn nè, một con đất hai, một con đất 20, con đất 1.500, nó Shimano hết luôn, hai con này giống nhau luôn nha, cái tay cầm cũng y chang luôn, cái cầm đẹp nha, máy thì có xuất sắc nha anh em. Mã số là 31, con này bị mắc cái tem nhưng mà máy hoạt động thì khỏi chê rồi. Này rất là một luôn ha, không bua lắc gì luôn ha, con này cũng bị chang luôn đó ha. Con này thì cái phèn cả dây nó hơi bị chang xíu nha anh em, giờ anh em chà ra nha anh em, chà ra đánh bóng lại. Con này thì ok rồi, con này thì còn cũng bóng nè nó, thì cặp này anh em lấy để cho anh em giá nè. Cặp này size của nó là size tương đương tầm khoảng cỡ là 5.000 ha, cặp này size tương đương tầm 5.000, giá của cặp này là để cho anh em giá là 450 thôi, size 5.000 giá 450 nha. Hai con Shimano cuốn da ben luôn, đất 1.500 với đất 20, gái rất là một nha, bao cho anh em hoạt động tốt luôn, lỗi đổi trả bình thường. Rồi mã số là mã số 231, mã số 32 đây, 32 là một con Daiwa XT 1.500, size tương đương là 6.000. À, con này thì cái cối nó sơn lại bạc nè ha, nè sơn bạc nè, thấy không? Cái tay rồi, cái tay thì ok, tay thì cũng có sơn xíu ở đây đó. Thì cái dây thì còn rất là ngon nha nè, còn đại qua ha, máy quay siêu một luôn nè, một cho nhẹ nữa nè ha, nó máy quay một cho nhẹ luôn, tiếng kêu rất là đã luôn nè, thấy không? Đó, con này giá của để cho anh em giá là 300k thôi cho anh em chơi. Mã số là mã số 6 nha, có lộn, con này size 6.000 nha, mã số là mã số 32 nha anh em, mã số 32 này có 300k lấy nhanh còn anh em ơi, nó 300k thôi, thêm 30.000 phí ship 330. Rồi cái mã số 33 này ngon à, 33 là con Ryubi size to nè, con Ryubi RX20 này size của nó là size này size tầm khoảng cỡ là 8.000 nha, con này size tầm 8.000 nha anh em, cuốc số 7 vào 220m, size tầm 7.500 thôi, con này size 7.000 đến 7.500 là không được 8.000 đâu, máy quay rất là một luôn, Ryubi RX, con này còn rất là sáng nha, rất là mới luôn nè, còn rất là mới luôn nè, quay rất là một luôn anh em ơi, đó thấy không? Đấy, thấy không? Xài tầm 7.000 nha, con này xài 7.000 đi, rất là mới luôn, con này anh em nào lấy để cho anh em giá là 470k ha, con này 470k thôi. Mã số là mã số 33, mã số 34, đây 34 là một con Daiwa GS 5.000, xài tương đương là 10.000 nha, con này xài tương đương là 10.000. Cái này hơi bị gít nha, chịt cái chai trơn vô là nó kêu cạch liền. Con này hàng da ben luôn, GS này full carbon nữa nha, con này chả biết nào hư anh em, này tay quay kim loại luôn nha, cái núm rất là đẹp nè, con này nguyên toàn thân là carbon hết trơn nha anh em, cối là carbon, thân là carbon luôn nha, máy quay thôi, máy quay nhiều cái máy đã không, chúng lại đã quá, tiếng này đã tai quá ha, nói rất là một luôn. Rồi con này anh em nào lấy để cho anh em giá là 650k ha, con này 650k nha anh em, size 10.000, toàn thân carbon luôn, đây qua cái này nó bị dính này nè. Rồi con này mã số là mã số 34 nha, 34 650k. Mã số 35 đây, 35 là một con chạy 4 mặt đạn luôn, hàng của Bangladesh, ABS luôn nha anh em, chạy 4 mặt đạn có ABS nữa, dòng mà cho anh em đánh lua, đánh lăn xê đồ, câu cá giặc đồ, xe tương đương là xe 3.000 ha, con này xe tương đương 3.000, chạy 4 mặt đạn luôn nha anh em, nó cối nè, có cái dòng thao này đã không. Rồi con này giờ giá xả cho anh em luôn 270k, mã số là mã số
35 270k thôi. Nó quay rất là một cơm chả bốn một rạng nữa. Rồi, chào anh em ha.